Dạ em xin chào các bác nhá. Hôm nay bên em có về được một số các cái mã hàng để trên tay cho các bác. Và trong quá trình giới thiệu thì các bác mà muốn tư vấn hoặc là muốn chốt đơn với cái mã hàng sản phẩm nào ở trong video thì các bác liên hệ với bên em qua số điện thoại đó là 0858 536 536 để được tư vấn và chốt đơn các bác nhá. Với ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có đó là ba cái mã hàng full box. Còn lại là các cái mã hàng đã trên tay và qua sử dụng nhưng mà về tình trạng thì còn tương đối là mới để các bác có thể sở hữu được một cái các cái phiên bản đồng hồ chính hãng với cái mức giá tốt các bác nhá. Và cái mã hàng đầu tiên trong ngày hôm nay thì em sẽ trên tay cho các bác một cái chiếc màu đỏ. Đó. Một cái chiếc màu đỏ rất là đẹp này. Và cái phiên bản này thì phải dành cho các bác nào có cái size tay lớn một chút xíu. Về tình trạng bản này ở trên cái phần thân vỏ thì nó sẽ có các cái vết xước lông mèo nhẹ. Nhưng mà đối với cái phiên bản thép trắng thì các bác có thể đó là spa và đánh bóng lại như mới được. Đấy, các bác về các bác spa đánh bóng hoặc là các bác có nhu cầu muốn bên em spa thì các bác liên hệ trong cái phần đó là phần nhắn tin cũng như là phần chốt đơn các bác nhá. Đi vào chi tiết của cái bản đầu tiên trong ngày hôm nay đến từ cái thương hiệu đồng hồ đó là Aztec. Thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với cái phần size mặt ngang của nó đó là size 46.4mm. Chiều dày của chiếc này tính cả cái phần đó là phần kính thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với phần thông số dày đó là 15.8, khá là hầm hố đúng không ạ? Về phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với lắc to lắc đó là 55.6. Phiên bản này thì nó trên tay thì các bác sẽ đem đến cái sự tươi mới rực rỡ và cực kỳ là đầy năng lượng đó. Chúng ta sẽ có một mặt số màu đỏ kết hợp với màu trắng ở các cái phần subdial. Hơn nữa, đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế sunburst trải đều tia. Đó, trải đều tia ở trên các cái phần subdial của mặt phụ. Cũng như là các cái hiệu ứng đường quang phổ ở trên cái phần dial mặt màu đỏ. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản hoạt động với cơ chế đó là full 6 kim các bác nhé. Đó sẽ là full 6 kim. Chiếc này thì nó sẽ có một ô lịch ngày và cái chức năng kim của cái phần sắp đầu mặt phụ thì nó là cái chức năng kim chronograph. Đó, cọc số thì nó sẽ là sở hữu các cái phần cọc số kim cương kết hợp với các cái phần cọc đó là cọc học trò. Đó, cọc học trò. Phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái bộ kính đó là bộ kính sapphire. Đó, bộ kính sapphire được thiết kế cong lồi, kính rất là chất lượng luôn. Đấy. Thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L và chi tiết núm hiệu chỉnh về chức năng chronograph cũng như là chỉnh giờ và chỉnh lịch thì nó sẽ ở vị trí trung tâm các bác nhá. Sang đến mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có đó là các cái thông số của bản này. Đối với cái bản này thì nó sẽ là cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ. Đó, thương hiệu đến từ Thụy Sĩ với bộ máy pin SquidMate các bác nhá, bộ máy pin SquidMate, bộ máy pin pin Thụy. Và bản này thì nó sẽ có độ chịu nước đó là 5 ATM. Phiên bản sở hữu cái bộ máy Swiss Movement, bộ máy pin Thụy Sĩ với mã số tham chiếu đó là RD01/1487 đó nhá, 1487. Đó, một cái phiên bản đến từ Thụy Sĩ. Đó. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây da đỏ rất là đẹp và rực rỡ này, rất là đẹp và rực rỡ. Khóa sẽ là khóa cài xiên, tất cả mọi phụ kiện của nó thì vẫn còn nguyên zin 100% các nhá, nguyên zin 100%. Đối với cái mã đó là Aztec này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 2.650.000. Và em sẽ trên tay cho các bác đối với cái phiên bản này nhá các bác nhá. Phiên bản này thì các bác nào mà có chu vi cổ tay đó là chu vi cổ tay 16.5 là các bác có thể trên tay được rồi. Tại vì tay em là tay 16.5 các bác nhá. Em là em 70 cân. Đó, 70 cân. Trên tay rất là đẹp. Đó. Và sang đến cái mã hàng số 2 trong ngày hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một cái chiếc đến từ thương hiệu đồng hồ Adidas. Với cái chiếc Adidas thì thông thường các bác nghe đấy Adidas là các bác nghe đấy thương hiệu thời trang đúng không ạ? Thương hiệu về giày. Họ nổi tiếng về giày nhưng mà bên cạnh đó thì đây cũng là một trong những thương hiệu có cái sản phẩm đồng hồ rất là tuyệt vời đó, để phối kết hợp với phụ kiện thời trang đó. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản Adidas với thiết kế mặt số đen và các cái màu sắc ở trên cái phần mặt số sẽ bao gồm đó là màu đen, màu xanh và màu trắng. Chúng ta sẽ thấy màu xanh của logo và màu xanh của các cái thông số ở trên cái phần dial như là về cái độ chịu nước 10 ATM đó Adidas Original và các cái phần cọc vạch cũng sẽ là cọc vạch màu xanh. Phiên bản này thì đây sẽ là cái chiếc đồng hồ với cơ chế hoạt động 3 kim. Cọc số sẽ là hình dạng cọc vạch và kết hợp với cọc học trò các bác nhá. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ rất là thể thao. Đó, đặc trưng của Adidas thể thao nam tính. Mặt kính của bản này thì sẽ là mặt kính khoáng cứng tráng sapphire, thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L.
Và chi tiết hông sườn thì các bác sẽ có một cái thiết kế, chúng ta sẽ có một cái thiết kế Adidas với logo thương hiệu được hiển thị ở bên phần hông sườn. Chi tiết niềng thì được thể hiện rất là thể thao qua các cái mốc, đó là mốc thời gian chỉ, đó là chỉ phút các nhá, mốc thời gian chỉ phút sẽ được hiển thị ở trên phần niềng. Và niềng họ sẽ thiết kế theo kiểu đó là phây xước tròn kết hợp với các cái hiệu ứng đường vân sunburst ở trên cái thiết kế niềng, tạo nên cái hiệu ứng bắt sáng rất là tốt. Chi tiết núm của bản này thì nó sẽ để ở vị trí, đó là vị trí hướng góc 2 giờ. Đó, check lên hướng góc 2 giờ, khác biệt hơn so với các thiết kế núm ở vị trí góc 3 giờ. Các bác sẽ hiệu chỉnh phần giờ thông qua cái chiếc núm này. Đó. Và sang đến mặt sau thì chúng ta sẽ có các cái thông số chi tiết của cái phiên bản này. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ thiết kế đáy kín chạy cái bộ máy pin. Bản này thì nó sẽ là make under license from Adidas. Đó, đến từ cái thương hiệu đồng hồ Adidas. Mã số năm chiếu của chiếc này thì nó sẽ là ADH2972 các nhá. Đó, độ chịu nước của chiếc này đó là 10 ATM. Đó, 10 ATM sở hữu cái bộ máy pin. Sang đến phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây, đó là bộ dây cao su rất là trẻ trung và năng động ở cái phần cốt, và có kèm thêm đó là các cái thiết kế logo thương hiệu của Adidas. Với thiết kế logo thương hiệu được dập nổi như thế này thì ngoài việc nó tăng cho cái sự thẩm mỹ của cái bộ dây thì nó còn đem đến các cái phần thông thoáng khí khi mà các bác trên tay đối với cái bộ dây như thế này. Và mặt trước thì họ sẽ, đó là họ sẽ làm khâu một cái lớp da màu đen, và trên cái lớp da thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ nhìn thấy đó là tên thương hiệu Adidas. Tên thương hiệu Adidas, dây nguyên zin, khóa cũng sẽ là khóa xiên các bác nhá. Khóa thì bản này thì nó cũng sẽ là khóa nguyên zin. Và đối với cái mã Adidas này của bên em thì sẽ có cái mức giá đó là 1.450.000 một phiên bản chính hãng đến từ thương hiệu đồng hồ Adidas với cái mức giá rất là tốt luôn. Đó. Sang đến cái mã hàng số 3 trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến một cái thương hiệu đồng hồ của Đức. Đó, chiếc Zeppelin. Với đó, khi mà nhìn vào cái phần dial thì chúng ta biết ngay là chiếc đồng hồ này nó đến từ Đức rồi. Made in Germany. Đó, Made in Germany, phiên bản đến từ Đức. Đối với chiếc Zeppelin này của bên em thì đây sẽ là cái phiên bản có cái thiết kế, đó là có cái thiết kế mặt số màu trắng. Đó, mặt số màu trắng. Và bản này thì nó sẽ có cái cơ chế hoạt động đó là full 6 kim các bác nhá. Đó, full 6 kim. Bao gồm kim chronograph này. Đó, bao gồm kim chronograph. Và các cái chức năng chronograph của phiên bản này thì nó cũng sẽ hiệu chỉnh qua cái phần, đó là cái phần núm ở bên hông sườn. Đó, núm ở bên hông sườn. Đối với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với thiết kế, đó là với cái thiết kế cổ một chút xíu. Dial sẽ có các cái đường vân galuche được lặp lại tạo nên cái hiệu ứng form dáng cổ. Form dáng cổ. Phiên bản này hoạt động full 6 kim và có một ô lịch ngày. Các cái phần cọc số thì nó sẽ là thiết kế theo kiểu hình dạng, đó là cọc La Mã các bác nhé, cọc La Mã. Phiên bản này thì chúng ta sẽ có một cái bộ kính, đó là một cái bộ kính khoáng cứng tráng sapphire. Thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L. Chi tiết núm sẽ là hiệu chỉnh các cái chức năng thể thao của phiên bản này. Sang đến mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với cái thiết kế, đó là đáy kín các bác nhé, đáy kín, độ chịu nước, các cái thông số kèm theo nó đều được thể hiện mặt đáy. Thông số chịu nước đó là 5 ATM. Mã số tam chiếu đó là LZ. Đó, LZ127-7696-0802. Stainless steel thép không gỉ, Made in Germany. Phiên bản đến từ thương hiệu đồng hồ của Đức, sở hữu cái bộ máy pin. Sang đến cái phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây da đen. Đó, bộ dây da đen, khóa sẽ là khóa cài xiên. Đối với cái phiên bản Zeppelin này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 2.950.000 các bác nhá. Hàng Đức thì các bác biết rồi, hàng Đức thì cực kỳ là bền luôn, rất là bền. Và bây giờ thì em sẽ đó là đo thông số về cái chiều, các cái phần thông số của nó. Bản này thì sẽ là size 41.9, chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 13.6, và phần lắc, tu lắc thì nó sẽ là 49 các bác nhá. Đối với cái phiên bản này thì cổ tay 16 của em cũng bắt đầu là trên tay đẹp đối với chiếc này rồi. Đây ạ, một cái phiên bản đến từ thương hiệu đồng hồ của Đức, Zeppelin, 2.950.000 các bác nhá. Sang đến cái mã hàng tiếp theo trong ngày hôm nay thì em sẽ trên tay cho các bác một cái phiên bản dây thép lụa đến từ cái thương hiệu đồng hồ Mớt. Đó, thương hiệu đồng hồ Mớt. Đối với cái bản này thì tình trạng nó cũng sẽ có các cái vết xước giam nhẹ ở trên cái phần thân vỏ, nhưng mà đối với cái đó là cái thân vỏ thép trắng như thế này thì các bác spa rất là dễ luôn. Đó, đặc biệt là với chi tiết đó là toàn bộ là thép bóng luôn. Đó, spa cực kỳ là dễ.
chúng ta sẽ có các cái thông số về mặt ngang của cái bảng này, như là cái thông số chiều ngang nó sẽ là 30, có chiều ngang 30, phần chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 10.4, và phần lắc cú lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc cú lắc đó là 40.9. Bản này thì tay các bác tầm 15.8 là các bác có thể đeo được rồi. 15.8 các bác nhá. Mặt số bản này thì nó sẽ là mặt số màu đen. Và đối với cái phiên bản này thì đây cũng là một trong những cái phiên bản có rất là nhiều cơ chế chức năng, gần như là các cái công năng cơ bản nhất của thời gian thì nó đã có ở trên cái phần mặt số rồi. Chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với thiết kế 6 kim. Đó, sẽ có kim đó là kim lịch ngày này, kim lịch thứ và kim 24 giờ. Đó, tương ứng ở vị trí góc đó là góc 3 giờ, 6 giờ và góc giữa 10 giờ và 11 giờ. Đấy. Chúng ta sẽ có các cái phần cọc số là thiết kế kiểu dạng đó là cọc La Mã. Đó, kiểu dạng cọc La Mã. Kính của bản này thì nó là kính khoáng cứng trắng Savio và thiết kế kính của nó sẽ được vát các nhá. Nó kính tìm ra được các cái bộ kính zin như này mà lựa chọn các cái phiên bản hàng Nhật về mà tìm được các cái bộ kính zin như này rất là khó, đặc biệt là kể cả thay kính luôn. Nhưng mà tình trạng kính thì còn rất là mới, chưa có xước đâu các nhá. Chỉ có phần thân vỏ thì sẽ có các cái vết xước giam nhẹ thôi. Đó. Chúng ta sẽ có kính vát lục lăng, kiểu dạng lục lăng. Đấy, kính vát này. Thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L, thép trắng toàn bộ, chi tiết núm đấy ạ. Và sang mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có các cái thông số. Bản này thì nó sẽ là phiên bản có cái mã số năm chiếu MM2189. Đó, stainless steel thép không rỉ. Với độ chịu nước đó là 3 bar, tương đương với 3 ATM hoặc là tương đương với 30M. Dây của bản này thì nó sẽ là dây thép lụa. Đó, dây thép lụa. Và đối với cái chiếc này thì đây cũng sẽ là cái mã hàng chạy máy pin. Và bản này của bên em thì sẽ là cái phiên bản có cái mức giá đó là 1.650.000 các nhá. Đó, tay em là tay 16 năm. Đó. Với các bác 15.8 trở lên là các bác có thể chia tay được đối với chiếc này rồi. Đó. Sang đến cái mã hàng tiếp theo trong ngày hôm nay thì sẽ là các cái sản phẩm đồng hồ full box. Đó. Đầu tiên thì em sẽ chia tay cho các bác một cái chiếc đến từ thương hiệu đồng hồ Technot. Chiếc Technot này thì nó sẽ form dáng thể thao nam tính các bác ạ. Bản Technot này của bên em thì nó sẽ là có cái thiết kế với cái phần dial mặt màu xanh green. Đó, màu xanh green. Các bác nào yêu thích cái màu xanh này thì các bác có thể tham khảo qua chiếc này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với cái phần size mặt ngang của nó thì nó sẽ là size 39.3. Đó, 39.3. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 12.2. Và phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc to lắc đó là 47.4 các bác nhé. Thiết kế mặt số màu xanh green, phiên bản Technot Chronograph. Đó, các thông số thì nó cũng sẽ được thể hiện ở cái phiên bản này. Đặc biệt là đối với cái phiên bản này thì đây sẽ là cái phiên bản sở hữu cái 11 cọc số. Đó, 11 cọc số là các cái viên kim cương các nhà, là viên kim cương. Đó, kim cương tự nhiên chứ không phải là kim cương nhân tạo đâu ạ. Đây là các cái viên kim cương tự nhiên. Và phiên bản này thì nó chính là cái điểm nhấn ở các phần cọc số, nó là các viên kim cương. Chiếc này của bên em thì nó sẽ hoạt động với cơ chế đó là full 6 kim. Đó, có chức năng chronograph, có chức năng chronograph. Phiên bản đến từ thương hiệu đồng hồ Technot. Mặt số của nó thì nó sẽ là mặt số xanh rất là đẹp rồi, rất là đẹp rồi. Sang đến phần mặt kính thì chúng ta sẽ có một cái chất liệu kính đó là kính khoáng cứng trắng sapphire. Thiết kế kính dày và được nâng cao lên rất nhiều so với phần viền bezel. Đó, viền bezel. Chi tiết niềm bezel của bản này thì nó sẽ là niềm bezel kiểu dạng thiết kế thể thao nam tính và cũng đồng màu với cái màu dial, đó là màu xanh green. Sang đến phần thân vỏ thì chúng ta sẽ có một cái thân vỏ, đó là thân vỏ thép 316L. Chi tiết núm thì nó sẽ ở bên hông sườn để hiệu chỉnh các cái chức năng của cái phiên bản này các nhá. Đây sẽ là cái chức năng chronograph của bản này thì nó sẽ là cái phần kim rốn. Đó, kim rốn ở vị trí hướng góc 6 giờ. Đây ạ. Đó, chức năng chronograph. Sang đến mặt sau đáy thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đó là đáy kín. Có thiết kế đáy kín. Mã số đam chiếu của bản này thì nó sẽ là T4B26 với 10 ATM chịu nước. Bản này thì nó sẽ là thiết kế núm skew down gen vặn. Nên là các bác hiệu chỉnh thì các bác phải vặn hết cái phần gen này ra giúp em. Đó, vặn hết cái phần gen ra giúp em để các bác chỉnh giờ. Và sẽ có đó là các cái thông số về chất liệu, đó là chất liệu thép không rỉ sẽ là chất liệu chính để hoàn thiện nên cái bộ thân vỏ như thế này. Đó, stainless steel. Và phần dây thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây thép 316L thép trắng toàn bộ và khóa sẽ là khóa mở gập. Đó, khóa mở gập. Đối với cái mã Technot này nếu mà các bác mua tại trang bên Nhật, trang chủ chính hãng của nó
nếu mà không sale, không ôm số lượng thì các bác sẽ mua vào đó là tầm 38.500 yên. 38 mà yên bây giờ nó mức thấp nhất của nó bây giờ nó là tầm 1.600 mà nhân với 38.000 nó rơi vào tầm khoảng đó là gần gần 6 triệu các bác nhá, gần 6 triệu đối với cái bảng Technot này, đó mức giá rất là cao. Nhưng mà đối với bên em thì săn sale với mức giá cực kỳ là tốt, đặc biệt là phiên bản này sở hữu cái cọc số kim cương các bác nhá, cọc số kim cương chứ không phải là cọc số đá CZ bình thường đâu ạ. Đó, kim cương tự nhiên. Và cái bản này bên em sẽ có cái mức giá đó là 2.550.000. Đó, 2.550.000 các bác nhá. Sang đến cái mã hàng tiếp theo trong ngày hôm nay thì em sẽ trên tay cho các bác một cái chiếc Citizen, hàng nội địa. Bản này thì các cái bản trước thì ngoài các cái phiên bản của Technot thì là các cái phiên bản hàng thương mại. Đó, hàng thương mại là hàng chính hãng nhưng mà họ lưu hành cả ra quốc tế nữa. Còn đối với các cái phiên bản thì sẽ có các cái phiên bản hàng nội địa, nghĩa là chỉ lưu hành trong nước thôi. Chúng ta sẽ có một cái chiếc Citizen với thiết kế thanh lịch đó, và cũng khá là thể thao. Bản này thì chúng ta sẽ có một cái chiếc Citizen với size 45.8. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 12.6mm. Và phần lắc to lắc thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với lắc to lắc 54.2. Tay các bác phải tầm 16.8 trở lên các bác nhá. Bản này thì nó hơi to một chút xíu đó. Mặt số của bản này thì nó sẽ là thiết kế mặt số màu trắng và có các kèm thêm đó là các hiệu ứng đường vân Gaucher trên phần đầu. Đó. Phiên bản này thì nó sẽ hoạt động với cơ chế full 6 kim có chức năng chronograph và kết hợp với một ô lịch chức năng ngày ở giữa vị trí hướng góc 4 giờ và 5 giờ. Các cái chi tiết của bản này thì đều thể hiện đó là sự thể thao, cá tính. Đó. Ngoài ra thì đây là cái phiên bản rất là thanh lịch khi các bác trên tay với cái tông màu trắng, rất là dễ phối đồ luôn. Đó, rất là dễ phối đồ. Về mặt kính của bản này thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản mặt kính đó là khoáng cứng trắng sapphire, thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L. Chi tiết núm hiệu chỉnh các chức năng chronograph và hiệu chỉnh giờ và là ngày thì nó sẽ là cái núm ở vị trí giữa đây. Còn hai núm này sẽ là chronograph các bác nhá. Sang đến mặt sau đấy thì chúng ta sẽ có các thông số của phiên bản này. Đấy. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản đồng hồ Citizen Watch Company với cái các cái số hiệu kèm theo và sở hữu cái bộ máy đó là bộ máy Japan Movement, bộ máy pin Nhật với mã số tham chiếu đó là 77122071. Đó, tất cả các thông số thì nó sẽ được hiển thị mặt đáy. Phiên bản này thì nó sẽ có cái độ chịu nước đó là 5 bát các nhá, chịu nước 5 bát, sở hữu cái bộ máy pin. Phần dây thì tình trạng của bản này thì cũng sẽ có các vết xước răm nhẹ nhưng mà về tổng quan thì tương đối là mới, nó tương đối là mới. Khóa sẽ là khóa mở, đó là mở gập, nó Citizen khóa nguyên zin. Đối với chiếc này của bên em thì đây sẽ là cái mã hàng có cái mức giá đó là 2.100.000 các nhá. Đây em trên tay 16 năm. Nó hơi to một chút xíu, 16 năm thì các bác lên tay thì nó hơi to một chút xíu. Tầm 16.8 là các bác lên là ok. Đó. Và sang đến cái mã hàng cuối cùng trong ngày hôm nay em trên tay cho các bác thì sẽ là cái chiếc của Orient. Đó, Citizen rồi thì bây giờ Orient bản này thì cũng là hàng nội địa. Tình trạng full box. Đó, tình trạng full box. Bản này thì cũng sẽ có cái thiết kế rất là nam tính, nó rất là nam tính. Chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với size mặt ngang đó là size 41.7mm. Chiều dày của chiếc này thì nó sẽ là 11 zin luôn các bác nhá, 11 zin và phần lắc to lắc thì sẽ là lắc to lắc 48.9. Đó. Về thiết kế phần dial thì chúng ta sẽ nhìn thấy sự kết hợp giữa màu trắng xanh, nó màu trắng hơi xanh một chút, ngả hơi xanh một chút. Và kết hợp với ba cái phần sắp dial mặt phụ là màu đen, có vân sunburst và các cái vân tròn đồng tâm ở trên phần dial. Chúng ta sẽ có một cái phiên bản hoạt động với full 6 kim. Đối với bản này thì các chức năng kim của nó thì sẽ bao gồm các cái phần sắp dial thì sẽ bao gồm cái kim đó là kim lịch thứ này, kim lịch ngày và kim 24 giờ. Đó, kim 24 giờ. Phiên bản này thì nó sẽ có cái thiết kế cọc số vạch và cài đá đen ở giữa. Cọc số vạch, cài đá đen ở giữa. Chất liệu kính đó là kính khoáng cứng tráng sapphire, thân vỏ sẽ là thân vỏ thép 316L. Đó. Tình trạng của bản này thì cũng sẽ có các vết xước răm nhẹ nhưng mà về độ mới thì bản này khoảng 90% các bác nhá, 90%. Đó. Các cái chức năng về hiệu chỉnh về đó là về lịch kim thứ và lịch kim ngày thì các bác sẽ hiệu chỉnh qua các cái phần núm ở bên trên đây. Đó. Sang đến phần mặt sau thì chúng ta sẽ có các thông số của bản này như là chúng ta sẽ có một cái chiếc Citizen hàng nội địa là Nhật, Made in Japan các bác nhá. Made in Japan đến từ cái tập đoàn Orient. Em xin lỗi, bản này là bản Orient. Chúng ta sẽ có một phiên bản Orient Made in Japan với
tập đoàn Orient Quad Company. Độ chịu nước của bản này thì nó sẽ là 5 bar. Đó, 5 bar sở hữu cái bộ máy pin. Phần dây sẽ là dây thép 316L, đánh phay xước toàn bộ, khóa là mở gập. Đối với cái mã Orient này thì sẽ có cái mức giá đó là 1.950.000 các bác nhá. Đó, 1.950.000. Và đây em sẽ trên tay cho các bác. Đó, trên tay cho các bác đối với cái mã Orient này. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu và tư vấn cho các bác cái sản phẩm đồng hồ của ngày hôm nay. Và trong quá trình tư vấn, các bác mà muốn chốt đơn về cái mã nào thì các bác liên hệ qua bên em thông qua cái số điện thoại đó là 0858 536 536 để được tư vấn và chốt đơn. Và có góp ý chia sẻ gì về video thì các bác để ở dưới phần bình luận giúp em. Hẹn gặp lại các bác ở các video tới. Em xin chào các bác.